Tòa Thánh Tây Ninh nè. Đó. Siêu rộng. Ủa, lần đầu tiên thấy đây á. Khổng lồ luôn. Rồi chạy vòng vòng mấy con. Chọn cái ai đâu mà đi bộ đi cho nó. Hả? Hả? Ai? Cứ cứ chạy vòng vòng ấy, có ai chở. Giờ này chắc không ai chở đâu. Đi vòng vòng thấy con. Siêu siêu tòa thánh nè, đế chạy vòng vòng có đường chạy vòng mà. Siêu tòa thánh Tây Ninh. Tưởng nó nhỏ lắm. Tưởng mấy cái hội thánh kia nó nhỏ. Sao hội thánh này nó to dữ. Lấy xe máy chạy à. Xe máy chạy quay phim nó nở hơn. Sao quan huynh rồi sao không biết chỗ này được hả? Hả? Cái miếng đất này chắc là rộng, chắc có vài trăm hecta có không? Mênh mông luôn à. Hả? Vài trăm mẫu á. Hai bên hai khu vườn đẹp quá. Có nhiều cái thánh thất nhỏ nè, trời nè. Bên kia có lan qua luôn. Hả? Đó, đi vòng vòng là cái vườn cây. Đó. Đó luôn mình. Đó luôn. Ở đây không ai cho chạy xe tốc độ đâu. Đó dài trong kia rồi. Nè lấy xe máy đi chứ xe đi bộ sao đi nổi. Hàng trên nó hội tụ. Nghĩ đâu lại nhảy thôi. Quay mấy khỉ này á. Sống trong rừng nè. Rừng cay quá tay. Nó leo cay một trốn mà. À nè. Nó ngồi nè. Ua. Thua á. Đậu phộng đâu mà ăn vậy? Hả? Ui. Ui. Cái đỏ. Này biểu. Này biểu nè. Đậu phộng đâu ăn ngon vậy? Hả? Đậu phộng lấy đâu ăn ngon hả? Nhịn gì? Nhịn gì? Lại đây biểu nè. Nói nghe không? Ngồi ăn đã vậy? Ai cho mà ăn vậy hả? Lại biểu nè. Mau. Ở đây một rừng cây luôn. Sóc nữa, ô sóc kìa. Sóc thấy không? Mình sóc quá chừng luôn. Đó. Chạy mất rồi. Ui. Nói nè. Biết đồ phòng của ai để cho ăn không? Ngon lành hả? Có mà khỉ nhỏ kìa, bác ngồi kìa. Tôi phải chạy thôi, tắt lia luôn. Ui. Ăn gì á? Hả? Ăn gì à? Đậu phộng ăn dữ à? Ừ. Lựa hả? Ăn vỏ luôn. Ăn hột không vậy? Lựa hột không ăn không à? Ờ. Trong này ăn mà nhìn đâu mắt láo liên vậy.
ai đâu đổ đồ phộng sẵn cho ăn ngon à. Nè, đưa đây trái coi nè. Ui, nói quay lưng hả? Ui nè, cái gì á? Cái gì hả? Hùng quá không? Hùng chứ hả? Hả? Hừ hừ cái gì? Quýnh bây giờ hừ hừ. Hả? Làm sao? Hả? Ăn hết chưa? Hết rồi còn đâu nữa mà ăn lột. Ăn lia lịa luôn. Lựa rồi nữa chứ. Hả? Khỉ. Mấy khỉ ớn thiệt á. Bắt chí cho con mãi nữa kìa. Chí nó nhai. Thanh thất. Hai bên là một bên là thờ hình như Quan Âm, một bên là thờ ông gì á. Để lát lại gần rồi coi thử. Giờ đi đông khán đài mày chở vòng vòng coi thử ấy Minh. Đây là cái khu này khu rừng biệt lập luôn nè, để cho nuôi khỉ. Quá dữ luôn. Nó muốn quánh mình thấy không? Hả? Đây có cái đa bự không? Cái bộ đề. Đó. Cho trái cây nó ăn nè. Chị Minh, số sao con vô để số 2, số 3 được rồi, đừng vô số 4. Quy một rừng cây luôn. Vậy mới là thánh thất nè. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đúng rồi, chạy vòng vòng mới quay nổi chứ. Xe gắn máy làm sao mà chạy. Chùa Bà Đen mà. Nhanh đây còn lên chùa Bà Đen nữa. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà. Nó tường mà là đường cái diện tích này nó rộng. Này luôn mến. Nhà gác Chánh Môn. Mình mong luôn. Lần đầu tiên đến thăm cái thánh thất Tây Ninh này. Quá rộng luôn. Có thể là người nào mà đi bộ là không thể nào mà đi hết được. Này chỉ có dùng xe máy chạy thôi. Đi bộ hả? Đấy, cổng là cổng phụ sao chứ còn bên kia nữa là chừng nào cho hết tường, chừng nào mà hết cái bờ tường này là mới hết cái thanh thất.
còn nữa, nửa tía. Giờ sao rộng vậy? Không, có thể là Tây Ninh nó có cái thánh thất này là nó chiếm hết đất thành phố hay sao? Cái này nó chạy lên cái chỗ ăn mà nó hạt ăn cái đó. Hả? Mình mong luôn. Thấy đẹp không? Rộng mà không thể tưởng tượng luôn. Chạy gì vậy? Còn cổng là mỗi một cái ấy là một cái cổng này nè. Đất rộng quá cho nên là cho xe nó chạy vô luôn. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ chúng sinh. Rồi nó rộng. Khách sạn là nhìn lên để tối. Nó không có thiệt. Rộng mà nó nằm mà phải trồng cao su luôn. Trồng trồng ra làm rừng luôn mà. Còn lạnh mà. Đất rộng bát ngát luôn. Cái này mà không có mở đường ở trong này là dân đi vòng là xa lắm á. Chạy xuống kia luôn à. Chạy vô cũng được nữa. Chạy vô luôn rồi. Hơn là cái công viên nữa. Hả? Đây là làng của mình sao? Trong này nó mới thiệt còn hơn công viên nữa. Trồng cây cao su luôn. Cái chỗ mà đất nó trống không trồng gì, trồng cây cao su. Su hái lấy mũ luôn. Còn bên này trồng tràm. Mấy người quét này chắc mấy người đi từ thiện nè. Mấy người làm con quả. Chạy xuống đây. Cái kia là cũng khu vườn thôi. Con cu qua đây đi. Xa quá, bự quá. Nhà cái cổng số 5 đó. Cổng này là cổng chính nè. Hồi nãy giờ mình quần được quá. Có góc à, góc tư à. Nãy giờ mình lấy xe mình chạy được góc tư à. Hơn mình vô đu xe đá hơn, vô đây đu xe là nhất luôn á. Hội thánh gì đây nè, hội thánh Hào Phong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tây Ninh. Đây là chính có thử là đi lên chùa núi Bà Đen. À, mình hạnh phúc vậy là còn gì nữa. Thành chính đi thẳng thôi là tới. Hồi nãy giờ mình quần được con cốc tư à. Chưa hết được nữa mà. Nhà này cho mấy thực khách, nhà du khách á. Mấy người Phật tử đi gọi gì ta, hành hương á.
mấy cái khu nhà nghỉ dưỡng á, quá to má luôn. Không có lên cái khu này là không có nói là được lên lời nào đâu. Đất rộng phải nói là mênh mông. Cỡ cái làng Đường Thọ mình cộng lại chứ không bằng đâu. Hả? Không 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 bằng đâu. Hả? Đúng không? Hết làng luôn á. Chắc có phải cộng luôn chứ thiếu lễ đường xanh của đồng à. Ừ. Bốn làng à. Đường xanh thiếu lễ của đồng cộng lại luôn. Ok lên có Cà Na luôn. Vườn cây nè. Cây là một kiệt tác. Tới đứng trước cái tòa thánh quay cái coi thử thợ hai người nào. Bên là bên Nam phái. Một bên là Nam phái, một bên ấy ta bỏ giày dép ở ngoài hết không? À, giày dép ta bỏ ngoài hết rồi thắng lại từ từ đó, đây này nè. Thợ ông gì đây không biết này chắc ông tiên quá. Đó. Rồi. Vậy cái xe bằng bên kia ta chụp mày tấm hình để làm kỷ niệm nhé. Đấy mà chụp táo quay xuống đây, chạy xuống đây. Đây nó lên lại, dựng cái xe tóc bằng bên nữa. Từ đây đâu? Dựng xe tóc bằng bên nữa. Đứng chụp hết cái đoạn này lắm luôn. Mình chụp hết cái đoạn có cái tầm đó luôn. Chụp tóc một thôi. Nãy giờ đi là coi như là chưa được góc tư của cái tòa thánh nữa. Mà dùng xe máy chạy muốn mỏi đít luôn. Đây nó quá to và quá hoành tráng. Wow, không thể tưởng tượng được. Quá to, quá hoành tráng. Thì kết thúc video đây nha. Để lát quay tiếp.